Xin chào tất cả các anh chị và các nhà đầu tư. Em sẽ cập nhật lại một cái kèo là Sahara Stop.com. Nay em sẽ cập nhật thông tin vì lý do em lo làm bên tập đoàn Watford nên em không có thời gian cập nhật thông tin cái kèo Sahara IMR này nghe tất cả các bạn. Đây thì cái đồng token mình nhắc lại cho nhiều anh em hiểu, nói cái đồng Sahara IMR này là một token. Anh em nạp vào đầu tư thì anh em có thể chay qua USDT và BTC trên cái sàn Catet.io này. Cái sàn này là list cái sàn top 1 các bạn. Còn cái đồng cổ phiếu IMR của mình nó cho mình trong giai đoạn 1. Hiện tại nó có trong giai đoạn 2. Hiện tại cái đồng cổ phiếu này chưa biết được nha các bạn. Hiện tại mình chỉ biết là nhận 10.000 cổ phiếu này, cổ phiếu phi này mình chỉ biết là đợi thông tin từ bên tập đoàn của Sahara nha các bạn. Các bạn có việc cứ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân. Và cái đồng token IMR này nó đã list lên nhiều sàn các bạn. Nó list lên một cái sàn, nó có chạy qua MT6, qua cái sàn là Swap Sahara nè. Nhận list lên một cái sàn nữa là Phan, tất cả anh chị chờ em chút nha. Và nó cho chạy qua cái đồng IMR nó cho chạy qua cặp BTC là lên cái sàn Phoenix Xbook nè các bạn. Cái sàn này nè các bạn, Facebook. Bạn nào chưa có link tải thì cứ liên hệ mình sẽ đưa link tải sàn này cho các bạn chơi nha các bạn. Các bạn có thể giao dịch qua cặp BTC IMR qua BTC nè. Còn bạn nào muốn giao dịch cặp IMR USDT thì các bạn tải về cái sàn Cat.me này nè. Cái sàn này là cái sàn lớn của top 1 nha các bạn. Và sắp sửa và cái đồng token IMR này nó cũng sẽ list lên một sàn VinDat nha các bạn. Sàn VinDat thì cái sàn không được lớn quá. Nè, có một cái video này các bạn. Sàn VinDat này, cái sàn này nó chung thì cái sàn nhỏ thôi các bạn ơi. Mình cứ đẩy cái video thứ hai đây các bạn nói các bạn. Thôi gì mình vào mình cập nhật thông tin cho mình cập nhật thông tin Sahara Stop các bạn. Để mình đăng nhập vào các bạn ơi. Các bạn chờ mình chút nha. Và bên hiện tại bên Sahara Stop có thông báo như này các bạn. Nhìn lại phân khúc Sahara Stop được phát triển trong 2 tháng. Có thể thấy các mục tiêu và sự chuẩn bị cho dự án lan rộng ra toàn cầu đã gần như hoàn thành 80% các bạn. Đó là điều đến thời điểm này hiện tại chưa có dự án nào làm được. Chúng tôi có được kết quả thành công này là nhờ sự ủng hộ toàn thể của cộng đồng trên toàn cầu. Nghĩa là Sahara Stop được hoàn thành được 80% các bạn. Các bạn thật tuyệt khi tin rằng Sahara là nơi tốt nhất để chia sẻ lợi nhuận cho người tham gia để tiếp tục phát triển Sahara Stop. Những người sáng lập dự kiến quyết định mở dòng 2. Như vậy là mình đăng ký bữa hổm là mình nhận được 10.000 cổ phiếu Sahara Stop là dòng 1. Giờ nó mở thêm dòng 2 nha các bạn. Trao tặng token miễn phí cho cộng đồng nè. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đối với tất cả tài khoản đăng ký mới. Nghĩa là tất cả các tài khoản đăng ký mới mới được. Tất cả tài khoản các bạn tham gia rồi các bạn đăng ký không được, các bạn không có nhận đâu. Rồi nè, bạn sẽ nhận được 10.000 token lượt chia sẻ miễn phí. Hơn nữa khi chia sẻ link tuyển dụng F1 trực tiếp, các bạn sẽ nhận được 1.000 mã thông báo token nữa các bạn. Là rất là ngon các bạn, là cũng như là cái dòng event này, cũng như là cái event dòng 1 thôi. Tặng số lượng mã thông báo cho dòng 2 là 1 tỷ tương ứng với là 10.000 tài khoản tham gia. Chỉ là 10.000 tài khoản được tham gia nữa nha các bạn. Sau khi thông báo miễn phí, chúng tôi thông báo này sẽ phân phối cho những người tham gia trong giai đoạn gì? Trong 2 giai đoạn vừa qua. Là các bạn nói nè, xin lưu ý để đảm bảo tính công bằng, minh bạch cũng như quyền lợi cho người tham gia, Sahara chúng tôi yêu cầu tuân thủ quy định Sahara Stop. Mọi người chỉ được đăng ký một tài khoản duy nhất, phải xác nhận KYC khi tham gia tin tức trên Telegram. Để đối với cái tài khoản gian lận, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa, chúng tôi sẽ khỏi nền tảng setup. Lưu ý các bạn chỉ chơi một tài khoản các bạn. Đây thì chương trình này có giới hạn các bạn. Đối với người dùng đã đăng ký trước đó, các bạn lưu ý này nè. Bạn cần hoàn thành KYC trước ngày 30 tháng 9 năm 2020. Nếu bất kỳ tài khoản nào chưa hoàn thành, họ sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi nền tảng của chúng tôi. Nghĩa là tất cả các bạn nào mà đăng ký trước kia dòng 1 đó, bây giờ các bạn update lại một cái giấy chứng minh nhân dân, update lại một cái khuôn mặt ảnh đại diện của mình và giấy chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau cho rõ nét là được nha tất cả các bạn. Lưu ý các bạn tải lên Zalo bot về cho dung lượng nhỏ lại là các bạn ấy à, là các bạn sẽ được xét duyệt nha các bạn.
Hành động này nhằm bảo lợi ích của cộng đồng như lợi ích người tham gia. Gần đây nhiều trường hợp dân lặng chúng tôi kiểm soát tài khoản không hợp lệ sẽ bị vô hiệu hóa cảnh báo. Nào các bạn, nó có nói nè, chúng tôi vui mừng thông báo thử nghiệm ví điện tử Wasabi của Sahara ngay bây giờ. Đây là một loại điện tử được liên kết thương mại với các ngân hàng thuộc Liên minh châu Âu bằng cách sử dụng token IMR để thanh toán toàn cầu. Ồ, cái động token IMR này nó khá là tiềm năng đó các bạn. Hiện tại ví điện tử đang trong quá trình hoàn thiện, chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang lợi ích tốt nhất cho tương lai. Khi hoàn thành ví này, chúng tôi sẽ gửi thông báo cộng đồng sớm nhất. Chúng tôi hy vọng toàn cầu sẽ để tiếp tục phát triển cộng đồng, tôi ủng hộ người sáng lập phát triển cộng đồng tham gia. Nghĩa là tất cả các bạn nào chưa đăng ký thì các bạn đăng ký liền nha các bạn. Đăng ký và KYC đến ngày 30 tháng 9 là hết nha các bạn. Còn khoảng 13 ngày nữa đó. Còn bạn nào mà KYC chưa thành công thì KYC lại đi các bạn. Còn cái việc mà mình nhận được 10.000 cổ phiếu này mình có bán được hay là không là mình chờ công ty thông báo nha các bạn. Có gì mình cập nhật sau cho tất cả các bạn. Còn bạn nào muốn đầu tư thì đầu tư, còn không đầu tư cũng được. Đây thì mình khuyên các bạn không thẳng từ từ nha các bạn. Để mình tìm hiểu thêm nha các bạn. Với các bạn nên tham gia vào nhóm Telegram chat của Sahara Stock và một cái nhóm Zalo để cập nhật thông tin nha các bạn. Mọi thắc mắc không hiểu thì các bạn post lên đó thì cũng có người mình sẽ hỗ trợ tiếp cho tất cả các bạn nha các bạn. Chứ hiện tại mình làm bên Watford, còn bạn nào chưa Watford này mình gắt không có thời gian nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nha các bạn. Lưu ý cái cổ phiếu mình nhận 10.000 cổ phiếu token IMR này mình chưa có thể chay hoặc là gì, mình chỉ để im đó các bạn. Mình chờ thông tin bên công ty chừng nào nó có cho giao dịch thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn để các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha.